Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan hạng B đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là chiếc xe Toyota Vios ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở xe Toyota Vios thì nó có 3 phiên bản. Thứ nhất là phiên bản E và phiên bản G. Trong phiên bản E thì nó lại phân làm 2 phiên bản E số sàn và phiên bản E số tự động. Phiên bản G là cái phiên bản cao nhất quý vị và các bạn nhé. Đây chính là chiếc xe Toyota Vios phiên bản G. Phiên bản G là phiên bản cao nhất. Xe đã được trang bị là hộp số tự động này, full option này, ví dụ như là nội thất da cao cấp nguyên bản này, điều hòa tự động này, đèn pha bi xenon, đấy là cái phần nguyên bản của phiên bản G này quý vị bạn nhé. Quý vị và các bạn bên nhìn bên ngoài của chiếc xe, chỉ cần nhìn thấy có đèn pha bi xenon thì chắc chắn đó là cái phiên bản G, phiên bản đủ nhất rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất năm 2015, đã đăng ký năm 2015 và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị bạn, chỉ 389 triệu đồng thì quý vị bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe Toyota Vios phiên bản G 2015 này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Toyota Vios phiên bản G 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để được đón nhận những chiếc xe mà chúng tôi đăng ký lên, chúng tôi upload lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios 2015 phiên bản G này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe này như thế nào quý vị và các bạn nhé. Xem có bị đâm đụng hay không, có bị va chạm gì không quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 thì tính ra đến nay cũng đã sử dụng được 6 năm rồi quý vị và các bạn nhé. Đã sử dụng được 6 năm rồi với km lăn bánh là hơn 8 vạn km. Và chiếc xe này là chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài, tức là cái phần ngoại thất bên ngoài thì rất là đẹp. Chiếc xe này là chúng tôi mua về nhưng chúng tôi cũng có dọn dẹp bên trong thôi quý vị bạn nhé, từ nội thất cho đến những cái phần động cơ, chứ còn về cái phần bên ngoài là chúng tôi chưa có đánh bóng, chỉ có rửa thôi ạ. Đấy, cho nên là nếu như quay xa là chúng ta không nhìn thấy đâu, nhưng mà nếu như gần lại thì chúng ta mới thấy được là nó cũng có một vài những cái vết xước rất là nhỏ nhẹ thôi quý vị bạn nhé. Đấy, những cái vết xước này rất là nhỏ nhẹ như này này, phải quay sát vào thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được những cái vết xước này quý vị bạn nhé. Nhưng nó chỉ là xước rất là nhỏ nhẹ thôi. Chiếc xe này là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì, cho nên là sơn cũng còn rất là ít quý vị bạn nhé. Đấy, tức là sơn rất ít, chiếc xe này sơn zin nguyên bản của theo xe cũng còn rất là nhiều đấy quý vị bạn ạ. Nhìn về cái phần nền này thì quý vị các bạn thấy được rồi đấy, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, màu đen rất là đẹp, rất là mới, rất là sáng bóng, long lanh. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn gầm. Đấy, phiên bản G mới có đèn pha bi xenon quý vị bạn nhé. Và điều đặc biệt là cái đèn pha bi xenon này còn rất mới, rất là sáng quý vị bạn này. Đấy, nhìn cái phần nhựa rất là sáng. Đèn gầm cũng vậy ạ, đèn gầm cũng rất là sáng luôn. Cụm đèn pha đằng trước rất là đẹp, rất là mới ạ. Chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Nhìn cái phần đầu quý vị bạn thấy đấy ạ, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Những chiếc xe mà hay bị va chạm mà phải làm lại rồi thì là nó không còn được đẹp nữa quý bạn, nó không còn in. Tất cả những cái mép này nó không còn in. Đấy, cái này là còn in và còn đẹp luôn. Và xe cũng đã được trang bị gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương.
chạy nhiều hay là chạy ít thì quý vị các bạn xem những cái dàn lốp này thì quý vị các bạn cũng có thể biết được là chủ xe chạy nhiều hay chạy ít nhé. Tại sao tôi lại nói về cái dàn lốp, mà cái dàn lốp này là dàn lốp đã thay rồi quý vị bạn nhé. Đấy, chủ xe đã thay lên một cái dàn lốp Michelin này, rất là dày quý vị bạn nhé. Cả cái dàn lốp này là chủ xe thay là 5.000 2020. Đấy, đết lốp của cái dàn lốp này là 2020, tức là chủ xe đã thay một cái dàn lốp này, cả dàn lốp này là từ năm 2020. Đấy, cả một dàn lốp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, cả một cái dàn lốp chủ xe đã thay, chủ xe này thay rất là đều, thay cả một dàn luôn quý vị bạn ạ. Đấy, từ năm 2020 mà chủ xe thay xong mà cái lốp nó còn dày còn mới như này đây quý vị bạn này. Đấy, thì là biết được luôn là chủ xe chạy nhiều hay chạy ít, đúng không quý vị bạn? Đấy, lốp thay rồi nhưng chúng ta nhìn lốp chúng ta cũng có thể biết được là chủ xe này chạy nhiều hay là chạy ít đấy ạ. Đấy, từ năm 2020 dàn lốp 20 mà nó dày như này đấy ạ. Đấy, cái dàn lốp này chủ xe thay đều, thay từ năm 2020 hết đây, nhưng mà hai cái lốp trước này nó mòn hơn hai lốp sau quý vị bạn nhé. Đây, hai lốp trước này, hai lốp sau này là mới tinh luôn quý vị bạn ạ. Đấy, đều 2020 cả mà dàn lốp nó còn mới, còn đẹp như này. Nhìn về cái đằng sau này thì quý vị và các bạn thấy được luôn là chiếc xe đã được chủ xe lắp thêm camera lùi, cảm biến lùi. Camera lùi thì là có của xe rồi, nguyên bản của xe rồi. Camera lùi là có sẵn của xe rồi, nhưng cảm biến lùi. Đấy, đã có luôn cảm biến lùi, camera lùi. Cụm đèn sau cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Cụm đèn sau rất là sáng. Phiên bản G quý vị bạn nhé, Toyota Vios phiên bản G. Phiên bản G là phiên bản cao nhất, đủ đồ nhất trong 3 phiên bản của Vios đấy ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option và phần keo chỉ bên trong của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần keo chỉ của cái cánh cửa bên lái này. Cánh cửa bên lái của chiếc xe luôn là những cánh cửa mà sử dụng nhiều nhất ạ. Bước lên chiếc xe đầu tiên là đều phải mở hết cái cánh cửa bên lái này ra. Nếu như chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị và các bạn kiểm tra cái cánh cửa bên lái này là chúng ta có thể biết được luôn đấy ạ. Đây là về cái phần keo chỉ quý vị bạn nhé, keo chỉ nguyên bản ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản và ốc bản lề nguyên bản. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất này. Đây là tem của nhà sản xuất, chiếc xe được sản xuất 2015. Quý vị các bạn xem quảng cáo ở trên thì quý vị bạn cũng phải hỏi cho rõ là anh em đăng giá như thế này có phải đời như này không nhá. Chứ vì rất nhiều người sản xuất năm 2015, xe đăng ký năm 2015 nhưng tem sản xuất, tức là cái sổ đăng kiểm ấy, là sản xuất năm 2014 thôi. Cho nên quý vị các bạn phải hỏi rõ nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là ghế da, nội thất da nguyên bản theo xe quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất da nguyên bản theo xe và còn rất là đẹp đây quý vị bạn này. Từ những cái phần trần cũng còn rất là đẹp này, rất là mới. Phiên bản G này thì không có chiếc xe nào chạy dịch vụ đâu quý vị bạn ạ. Chúng ta có nhưng mà rất ít. Bảo không phải không có chiếc xe nào chạy dịch vụ thì không phải, nhưng mà có đấy quý vị bạn ạ, nhưng mà chạy rất là ít ạ. À, đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị bạn nhé. Táp bi cửa phía sau bên lái ạ, keo chỉ còn nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất phía sau này thì lại rất ít ngồi cho nên là còn rất là mới này. Nội thất da nguyên bản. Khác với phiên bản E thì là cái phiên bản G này đã được trang bị nội thất da là nguyên bản luôn nhé. Phiên bản E là phải làm thêm, làm lại. Đấy, và táp bi rất là đẹp này. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp bi, táp lô và cũng như là về cái phần option. Đây quý vị bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị sẵn là đầu DVD, camera lùi, cảm biến lùi, phiên bản G nó có đủ rồi. Nhưng đây là cái đầu Android mà chủ xe đã độ thêm đấy ạ.
Đấy, tôi cứ nổ máy lên cho quý vị bạn cùng xem này. Đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe quý vị bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi đây ạ. Cụ thể là 8 vạn 7 km này. Đấy. Và màn hình Android, chủ xe đã lắp thêm màn hình Android này. Đấy. Android này và điều hòa tự động đấy, phiên bản G là nó sẽ đủ hết đấy. Vô lăng cần số còn nguyên bản này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Từ cái vô lăng cần số này cho đến tay phanh là còn nguyên bản hết đấy, và còn rất là đẹp đây quý vị bạn ạ. Đấy, nội thất rất là mới luôn ạ. Tiếp theo thì tôi lại mời quý vị và các bạn cùng tôi ra ngoài để xem tiếp về những cái phần còn lại của chiếc xe. Tôi quay chi tiết cụ thể cho quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần phiếu nhắc bảo dưỡng đây. Chiếc xe lăn bánh được hơn 8 vạn đây quý vị bạn nhé. Và phiếu nhắc bảo dưỡng đây. Chiếc xe này cũng gần đến định kỳ phải thay dầu bảo dưỡng rồi quý vị bạn nhé. 86.000 là chúng ta phải đi thay dầu bảo dưỡng, và hoặc là tháng 3 này, trong tháng 3 này. Đây là cái phiếu nhắc. Và cái phiếu nhắc này là chủ xe này toàn làm ở TOTA luôn quý vị bạn nhé, làm tại hãng đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe quý vị bạn ạ. Cốp sau này, đây là cái phần ốc cốp sau quý vị các bạn nhé. Ốc cốp sau còn nguyên bản này, keo chỉ của cái cốp sau này cũng còn nguyên bản hết luôn này. Đấy. Ốc cốp sau nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhé, còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi mới mua về, cho nên là những cái phần đồ ở chủ xe này còn nguyên này, chúng tôi vừa mới dọn ra và để nguyên ở trong cái thùng đồ này của chủ xe đấy. Đấy, đồ của chủ xe đấy. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị các bạn nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị bạn này. Keo chỉ của chiếc táp bi cửa này còn nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ốc bản lề còn nguyên bản luôn này. Táp bi rất là đẹp luôn. Nội thất thì rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Những chiếc xe mà ở cái phần đằng sau này thì gần như là không sử dụng đến, cho nên là nó còn rất là đẹp đây quý vị bạn nhé. Những chiếc xe nào mà chạy dịch vụ thì gần như đằng sau này ngồi nhiều này. Như chiếc xe này không chạy dịch vụ cho nên là cái đằng sau này nó còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Quý vị bạn nhìn ghế này, quý vị bạn cũng có thể biết được chất lượng của chiếc xe nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ này ra cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ của nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản này. Đấy, nội thất táp bi rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe sau 6 năm sử dụng ạ, sản xuất năm 2015 mà còn rất là đẹp như này đấy ạ. Đẹp từ trần này cho đến những cái phần vô lăng, cần số này, tay phanh này, ghế này, nội thất da này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần đặc biệt quan trọng nhất của chiếc xe. Đối với những chiếc xe ô tô cũ mà tất cả những ai đi mua xe đều quan tâm đấy ạ. Đầu tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc chân cabo nào. Đây là cái phần ốc chân cabo còn nguyên bản đây quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là nguyên bản, tức là chiếc cabo này chưa tháo ra, chưa sửa chữa gì cả. Đấy, còn nguyên bản thì đương nhiên là cái keo chỉ này nó cũng sẽ còn nguyên bản luôn rồi quý vị bạn này. Đấy, keo chỉ của cabo còn nguyên bản nhá. Tem còn nguyên bản hết này. Đấy. Keo chỉ cabo nguyên bản này. Đấy, ốc chân cabo nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Từ những cái ốc chân cho đến những cái phần bên trong này quý vị bạn này. Xương đầu đấy ạ. À, cái tai đấy ạ, xương tai đấy ạ. Đấy, và ốc tai đây này. Tất cả những con ốc này còn nguyên hết này. Xương đầu này là còn nguyên hết quý vị bạn nhé. Từ những cái phần ốc nhựa này cũng còn nguyên này. Đấy, xương đầu đây ạ. Còn nguyên hết nhé. Ốc tai còn nguyên này.
Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả từ cái phía trước này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Chiếc xe đã được trang bị động cơ xăng 1.5 lít và là cái động cơ VVTi quý vị bạn nhé. Đấy, động cơ của Toyota thì quý vị các bạn cũng biết rồi đấy ạ, nó có thể nói nó là nồi đồng cối đá. Riêng về động cơ của Toyota hoặc Honda thì đều rất là bền, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, và nó còn nguyên bản. Đặc biệt là nó còn nguyên bản quý vị bạn nhé, với hơn 8 vạn km và còn nguyên bản đây. Từ những con ốc chân máy này cho đến những cái ốc mặt máy này là chúng tôi cam kết với quý vị bạn là nó còn nguyên bản hết ạ. Sau 6 năm sử dụng mà những chiếc xe mà đã làm phải làm lại máy à, những chiếc xe mà sau 6 năm sử dụng mà mới chạy khoảng độ dưới 10 vạn mà đã phải làm lại máy thì chắc chắn là chỉ có bị lỗi thôi. Chỉ có bị ngập nước hoặc là để nước nóng làm hỏng máy thì mới phải làm lại. Chứ còn nếu như bảo dưỡng tốt, chăm sóc tốt mà đi thì khoảng độ 15 vạn cũng chưa phải làm máy, 20 vạn cũng chưa phải làm máy các bạn nhé. Cho nên là nó phụ thuộc vào cái người sử dụng đấy ạ. Chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp. Đẹp cả về cái ngoại thất cho đến nội thất, rồi đến những cái phần động cơ như chiếc xe này đây quý vị bạn ạ. Còn rất là mới này, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước và nó còn nguyên bản. Điều đặc biệt là nó còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp rồi quý vị bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G 2015 này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất, những sản phẩm mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.